đang cùng quay trở lại với Nhà Ép. Thánh Linh, anh Tiến Di và cả team Nhà Ép đang có mặt tại Lương Sơn Hòa Bình. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ đi team building. Chính vì thế nên anh Di đã rất tâm lý chọn cho cả team một chiếc xe 7 chỗ rất là rộng rãi và thoải mái, để cả team có thể di chuyển thoải mái dễ chịu hơn. Và không biết là cụ thể ngày hôm nay chúng ta sẽ đến đâu nhỉ anh Di nhỉ? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tới tham quan và trải nghiệm một khu homestay vừa mới được xây xong, có tên là Lamon ở tại Lương Sơn Hòa Bình. Nhưng mà thực sự để mà nói là nếu gọi cái khu này là khu homestay ấy, thì sẽ hơi oan ức một chút. Mà ngày hôm nay thì anh sẽ xin phép gọi cái khu mà chúng ta chuẩn bị đến review và trải nghiệm là một khu resort mini. Và để xem là khu resort mini ngày hôm nay chúng ta sẽ có gì đặc biệt thì ngay bây giờ nhé, mời mọi người hãy cùng theo chân anh em chúng tôi tìm hiểu nhé. Xin mời. Ok, Khánh Linh thấy sao? Khánh Linh thấy là một khi anh Duy mà đã nhận định thì rất là ít sai. Ngay từ khi bước từ cổng vào, Khánh Linh đã thấy là khu này được đầu tư, quy hoạch cũng như là thiết kế rất là bài bản. Từ lối ra vào cũng có rất là nhiều cây xanh này, nhiều các loại hoa này. Và lối đi thì được trải đá, lát gạch rất là cầu kỳ cẩn thận. Và không biết là công trình rộng lớn này của chúng ta có diện tích là bao nhiêu mét vuông ạ? Lamon ngày hôm nay của chúng ta thì có cái diện tích lô đất lên đến khoảng 2.000 mét vuông. Và nó là của một người anh của anh vừa mới xây dựng xong, tức là nó rất là mới. Với cái mức tổng chi phí nó rơi vào khoảng loanh quanh đâu đấy trên 20 tỷ đồng một chút. Nói như vậy để mọi người thấy là cái mức độ đầu tư của anh ấy dành cho cái khu này thực sự rất là tâm huyết, rất là chu đáo và thực sự là đầy đủ mọi thứ dành cho du khách đến đây để mà nghỉ ngơi cũng như là nghỉ dưỡng cùng gia đình và bạn bè. Thì khu này nó sẽ có 3 cái dãy nhà chính được đặt tên theo 3 loài hoa. Ở đây sẽ là dãy nhà mẫu đơn này, và ở phía bên này chúng ta sẽ có một dãy nhà tên là Thiên Điểu, và có một cái dãy nhà cuối cùng tên là Nguyệt Quế ở đằng kia nữa. Thế thì nó sẽ phù hợp với hầu hết mọi nhu cầu của du khách đến đây để mà nghỉ dưỡng nhá. Chúng ta sẽ có thể thuê từng căn riêng lẻ và có thể thuê cả khu với cái mức giá rất là hợp lý. Nếu mà mọi người thuê từng căn riêng lẻ thì cái mức giá nó chỉ từ 1.6 triệu ấy một đêm. Còn nếu mà thuê cả khu này ấy, thì cái mức giá nó là chỉ từ là khoảng 12 triệu thôi. Đấy, mà dành cho đoàn khoảng từ 30 cho đến 35 người đến đây để mà team building, để mà nướng thịt, để mà tổ chức sự kiện, để mà bơi lội, để mà gọi là vui chơi với nhau, thì anh thấy rất là hợp lý. Em thấy đấy, nếu như tính ra thì là một mức giá hết sức là hấp dẫn, bởi vì đến đây thì sẽ phù hợp với rất là nhiều lứa tuổi. Trẻ em thì cũng có khu vui chơi dành cho trẻ em này, người lớn thì cũng có rất là nhiều khu vực để có thể nướng thịt này, ăn uống, nói chuyện. Hoặc là chúng ta sẽ có một cái khu vực bể bơi ở ngay cả trung tâm của công trình này. Đó, bể bơi rất là rộng lớn và khi mà đứng ở đây thì mọi người sẽ không nghĩ đây là homestay, mọi người sẽ nghĩ đây là resort cao cấp. Chính xác, và có một điểm nữa rất là thú vị nhá, tức là khi mọi người đến đây nghỉ dưỡng thì sẽ có rất rất nhiều góc để mọi người có thể chụp ảnh sống ảo đấy, bên cạnh hồ bơi hay là bên những cái hàng cây này. Bởi vì có một điểm mà làm anh cực kỳ ấn tượng khi mà lần đầu tiên anh bước chân đến đây ấy, đó chính là cái mức độ hoàn thiện về cái cảnh quan của cái khu này nó rất là tốt. Tức là gì? Tức là nó không chỉ trồng mỗi một loại cây đâu mà có rất nhiều loại cây ở đây, từ nhỏ cho đến to, từ cao cho đến thấp, được trồng một cách rất là có ý đồ và bố cục, cho nên nó tạo ra một cái cảnh quan rất là đẹp mắt. Ở cái khu vực mà chúng ta đang đứng là hồ bơi. Hồ bơi thì rất là rộng nhá. Và cái chỗ này thì nông này, sâu dần ở phía kia. Thì phù hợp cho cả người lớn và trẻ con, trẻ có thể là bơi ở đây. Đấy, ở bên này có ô và có những cái hàng ghế để mà ngồi phơi nắng ở bên ngoài này nữa. Và thực sự ấy là khi mà mình đến đây mình cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì là cái màu gạch ở đây này, anh ấy chọn để lát ở cái bể bơi này nó cũng rất là xa. Đấy. Thì đó em mới bảo là giống resort cao cấp đấy. Chính xác. Thực sự là với mức chi phí mà anh Duy vừa nói thì Khánh Linh thấy rất là hợp lý và hấp dẫn rồi, nhưng mà không biết là quang cảnh bên ngoài đẹp, còn nội thất bên trong thì như thế nào? Chắc thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau ngó qua cái dãy nhà có tên là mẫu đơn này đi. Dạ. Nha, mời mọi người. Rồi, đây chính là dãy nhà đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm, dãy nhà có tên là mẫu đơn. Nhưng mà trước khi đi vào bên trong thì ở bên ngoài này ấy, mình cũng sẽ muốn chia sẻ đến mọi người một số những cái chi tiết rất là thú vị. Đầu tiên là cái vật liệu để mà sử dụng xây dựng ở đây ấy, anh chủ nhà ấy cũng rất là tỉ mỉ khi mà ở trên này là cái phần mái này, thì là anh ấy có để hàng loạt những cái thân cây tre nhỏ nhỏ. Đúng rồi. Đấy.
thì khi mà nắng chiếu xuống ấy, nó sẽ có những cái tia sáng ở dưới rất là đẹp, tạo hiệu ứng rất là đẹp. Còn ở phía dưới sàn này nhá, thì ban đầu anh có chia sẻ là định làm cái nhựa giả gỗ, nhưng mà sau đấy anh muốn là kiểu để cho cái khu này nó có một cái vẻ mộc mạc nhất, tự nhiên nhất, thì anh ấy sử dụng cái sàn gỗ. Đó, xung quanh đây thì cũng đấy, toàn là những cái đồ đế co theo cái phong cách gọi là tự nhiên. Ở bên ngoài đây, những có cái góc bàn ghế kiểu ngày xưa ấy, đúng mọi rồi. Người sẽ nhận ra góc xinh xinh này ngồi mà kiểu gọi là đọc sách hay là uống trà ngoài này thì rất là đẹp. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bên trong này xem là cái nội thất ở trong như nào nhé. Rồi giới thiệu với Khánh Linh và mọi người thì đây chính là cái phòng có thể nói là phòng sinh hoạt chung của dãy nhà mẫu đơn. Dãy nhà mẫu đơn này thì bao gồm 3 phòng ngủ nằm rải rác xung quanh ở đây. Còn ở cái khu vực này ấy là để chúng ta có thể ngồi xem TV ở trong nhà, có những cái bộ sofa rất là lớn. Đấy, đẹp không? Quá là đẹp. Và phòng khách, phòng sinh hoạt chung thì có diện tích rất là lớn. Và ngay từ khi bước vào đây thì Khánh đã cảm giác như kiểu là tuổi thơ ùa về, bởi vì những cái vật liệu rất là gần gũi và thân thương với mình. Ví dụ như là khi mà Khánh Linh bước vào và nhìn lên trần thì phát hiện ra đây là cái chất liệu cót ép. Và Khánh Linh nhớ là tuổi thơ của em, khi mà em mới đẻ ra thì trần của nhà em vẫn là sử dụng cái vật liệu này. Vâng. Và cùng với đó là trong nhà thì cũng có được trang trí với những cái vật liệu rất là mộc mạc, ví dụ như là gỗ tự nhiên này, tông màu thì rất là gần gũi nữa. Đấy, và ở bên cạnh cái khu phòng khách này thì chúng ta sẽ có bàn ăn và khu vực bếp. Thực sự thì đây là một cái căn homestay, nó hơi thiên về cái nghỉ dưỡng, cho nên là việc mà có bếp thì cũng dễ hiểu thôi. Mọi người có thể nấu ăn ở đây để ăn uống cùng gia đình và bạn bè. Và đặc biệt là trong những cái hôm nào mà thời tiết đẹp ấy thì chúng ta có thể ngồi bên ngoài nữa. Đây, mời mọi người ra bên ngoài. Như mình vừa giới thiệu thì sau khi mà chúng ta chế biến đồ ăn xong, trong kia mà không thích ngồi ở bên trong nhà thì có thể mang đồ ăn ra ngoài này để ngồi trên một chiếc bàn rất là rộng, có sức chứa anh nghĩ là phải 15-20 người thoải mái. Dạ. Và mui trần nhé, nhưng mà nếu cần thì chúng ta có thể đóng mui lại đấy, nếu mà trời mưa đấy, kéo cái này vào là sẽ đóng mui lại, không sợ mưa nữa. Ở cái khoảng sân này thì Khánh Linh thấy sao? Khánh Linh thấy là đây là một khoảng sân đứng ở đây rất là chill rồi. Và chị chủ nhà cũng có chia sẻ với Khánh Linh là đây là một cái khoảng sân mà chị rất là yêu thích, bởi vì ngồi đây thì có thể phóng tầm mắt ra, nhìn trọn ra toàn bộ khung cảnh của khu resort mini này. Và trong góc sân này thì cũng có hai cây sấu sinh đôi rất là đáng yêu. Và khi mà chị chủ nhà có sửa cái khoảng sân này thì vẫn để nguyên được hai cái cây sấu của chúng ta. Đúng rồi, hai cây sấu này là hai cây sấu mà từ ban đầu, trước khi cái khu homestay này xây dựng thì đã có rồi. Và gia chủ thì rất có ý thức giữ gìn, tức là vẫn để hai cây sấu ở đây. Đấy, và đằng sau cái chỗ này thì mọi người thấy là có một bức tường rất là đẹp này, mình rất ấn tượng. Người ta sử dụng, tức là vật liệu chỉ là gạch thôi, thế nhưng mà cái việc mà ốp nó thò thụt đan xen như thế này thì nó cũng tạo ra một cái bức tường có cái hiệu ứng rất là hay, đúng không ạ? Và đặc biệt ấy là khi mà chúng ta đứng ở cái khoảng sân này hay là ngồi ở cái bàn ăn này thì cái view rất là đẹp. Đây, mọi người nhìn thấy không? View ra hồ bơi. Đó. Ngoài ra thì ở xung quanh đây sẽ có 3 phòng ngủ. Ở đây là một phòng này, bên này một phòng và bên này một phòng. Thì bây giờ sẽ mời Khánh Linh và mọi người ngó qua cái phòng ngủ bên này trước nhé. Rồi, Khánh Linh thấy phòng ngủ này thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau xem là phòng ngủ bên trong này có gì hay ho. Đầu tiên phải nói là diện tích khá là lớn. Và trong này thì từng góc đều được chăm chút rất là cẩn thận. Từ những cái đồ đề co được gia chủ chọn đều mang cái hơi thở chung của cái khu resort này. Đó, các trang thiết bị thì rất là đầy đủ. Và anh thấy là cái thiết kế cũng tương đối đồng nhất với nhau, đúng không ạ? Ở trên kia chúng ta có cái thiết kế như thế này, bộ sofa như thế này, thì ở đây cũng như vậy, nó mang đến sự đồng bộ. Ngay sau bộ sofa này thì có một chiếc giường kích thước cũng khá là rộng và có một cái vách ngăn ở đây. Và đằng sau vách ngăn này thì chúng ta sẽ có khu vực phòng tắm rất là đẹp, thực sự. Đi đâu cũng phải xem là khu vực phòng tắm cũng như là toilet thì có gì đặc sắc không. Trong này thì chúng ta sẽ có một thiết kế khá là thông minh, đó là bồn rửa thì được để riêng ra ngoài này, để cho mọi người giả sử như là có người đang tắm hoặc là có người đang đi toilet thì người bên ngoài vẫn có thể rửa tay được rất là tiện. Đúng rồi. Cùng với đó, phía góc bên này chính là khu vực tủ thay đồ này. Đúng rồi. Toilet thì được thiết kế khép kín bên trong này, rất là vệ sinh. Đây này. Đó. Đấy, ở bên này nhá, thiết kế rất thông minh. Thế còn ở bên này là gì? Bên này là bên này chính là khu vực vòi hoa sen để tắm đứng, cùng với đó là có một chiếc bồn tắm rất là dễ thương. Và không chỉ có vậy, chúng ta còn có cả view ra bên ngoài nữa, và tất nhiên rồi có một tấm rèm để có thể đảm bảo sự riêng tư. Công nhận anh chị chủ nhà tâm lý nhở, tức là khách đến đây ngâm bồn ở đây nhá, có thể nhìn ra bên ngoài. Được. Không gian xanh rất là hay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang những phòng ngủ khác nhỉ. Xin mời.
Rồi, kết thúc khu nhà có tên là Mẫu Đơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang cái căn bên này có tên là Thiên Điểu. Nhưng mà trước khi đi sang căn bên này ấy, thì ở đây mình thấy là có một cái lò nướng này. Đấy, mọi người đến đây vui chơi, nghỉ dưỡng với gia đình thì yên tâm nha. Có cái bếp nướng rất là xịn, có cả đồng hồ đo nhiệt độ này. Đó, có cả vỉ nướng các thứ, gia chủ đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Và lát nữa anh sẽ nướng thịt cho mọi người. Và mọi người thấy không, tức là cái lối đi nhá cũng được chăm chút rất là cẩn thận, khi mà có bậc đá này. Thế xong rồi thậm chí là có những cái đèn mà hắt ra như thế này. Hắt xuống khi mà buổi tối. Đúng rồi. Lối đi sẽ rất là sáng. Đúng rồi, và ngay đến cái đèn nó cũng thể hiện cái phong cách mộc mạc ở cái khu này, đúng không? Sang bên này đây, đây chính là cái căn có tên là Thiên Điểu. Nếu như hai căn ở bên khu Mẫu Đơn mà chúng ta vừa xem thì nó kiểu hơi kiểu classic một chút thì và bên nó này, có một tầng thôi. Đúng rồi ạ, thì bên này chúng ta có hẳn hai tầng và thiết kế này làm cho Khánh Linh liên tưởng như là kiểu một cái apartment. Chính xác, apartment mà có cả thông tầng đúng không? Đúng rồi. Thì ở dưới sẽ là phòng khách này. Đấy, xong rồi có bàn ăn ở đây. Bếp đúng này. Như là một căn hộ mini luôn nhá. Đấy, bếp này, đấy, bếp từ vòi rửa, chậu rửa và tủ lạnh nữa, rất đầy đủ. Ở trong này có một phòng vệ sinh nho nhỏ đây. Phòng vệ sinh này cũng vẫn rất đẹp. Mời mọi người vào đây. Thiết bị thì nó tương tự như là cái phòng vệ sinh ở bên kia Khánh đã vừa review cho mọi người thôi. Thế nhưng mà điều mà làm mình ấn tượng ấy là phòng vệ sinh nào cũng có cái cửa kính rất là lớn để nhìn ra cái không gian xanh ở bên ngoài. Và nếu như mà để nghỉ ngơi ấy, để ngủ thì chúng ta sẽ phải đi lên gác xếp ở trên tầng trên. Đấy, mời Khánh Linh. Trên tầng trên này đây là một cái sự thay đổi khá là thú vị cho cái thiết kế, khiến cho cái homestay của chúng ta nó được đa dạng hơn. Đó, trên này thì sẽ là khu vực giường ngủ này để có thể nghỉ ngơi, và tất nhiên rồi trên này thì vẫn có một ô cửa kính lớn để có thể phóng tầm mắt ra bên ngoài. View của chúng ta là bể bơi rất là đẹp. Trên này thì các trang thiết bị cũng rất là đầy đủ này, có tủ đồ này, giường ngủ, mọi thứ thì thật sự Khánh Linh chưa thấy là chê được ở điểm nào cả. Và có thể thấy là khác với cái khu Mẫu Đơn chúng ta vừa xem ấy, thì bên khu Thiên Điểu này nó sẽ phù hợp với cả những nhóm bạn nào mà thích riêng tư hơn một chút, bởi vì cái thiết kế của nó đúng không, nó ở trong góc. À, thực sự là đây mọi người nhìn thấy không, cả cái phần không gian ở đây nhá, thường thường sẽ ít được chú ý nhưng mà gia chủ vẫn trang trí đây này, cây này hay là thùng rác đây, thậm chí cả thùng rác cũng rất là đẹp. Đúng không, phủ xanh các loại cây luôn. Và ở trong này thì cái thiết kế của cái phòng ngủ này nó cũng sẽ khá là tương đồng cái phòng mà Khánh Linh vừa giới thiệu tới mọi người. Nó vẫn cái bố cục như vậy, ở dưới sẽ là phòng khách, phòng ăn, bếp, toilet và ở trên này sẽ là một giường ngủ. Rồi, sau khi mà chia tay với dãy nhà có tên là Thiên Điểu thì chúng ta sẽ sang dãy nhà Nguyệt Quế ở bên này. Đó. Khi mà đi ở đây thì Khánh Linh đã hiểu tại sao khu resort mini này gần đây lại hot như vậy rồi. Bởi vì đứng ở góc nào cũng có thể có những bức ảnh selfie phải nói là quá tuyệt vời với cả khung ảnh ở đây. Nãy giờ chưa chê được một góc nào cả đúng không? Chưa chê được một góc nào. Thực sự là mình tin chắc là lát nữa khi mà đóng máy xong ấy là Khánh Linh sẽ kiểu gì cũng làm 5-3 kiểu ảnh ở đây để về check in cho mà chắc xem. Chắc chắn rồi. Đó. Đây, cái dãy nhà này gọi là dãy nhà Nguyệt Quế với hai căn sinh đôi nằm đối xứng với nhau. Đó, cái thiết kế của nó thì cũng khá là tương đồng so với những cái phòng ngủ mà chúng ta vừa trải nghiệm thôi, không có quá nhiều khác biệt đâu. Tuy nhiên thì bên này có vẻ là nó rộng hơn một chút. Rộng hơn ạ. Đấy. Và phòng ngủ này thì cũng có thiết kế tương đồng như là dãy nhà Thiên Điểu bên kia. Có điều là Khánh Linh cảm giác là nó rộng hơn một chút. Và tất nhiên rồi, view của chúng ta thì vẫn là view ra bể bơi. Phải nói là cái sự tính toán về cái chuyện phòng ngủ rất là thông minh đấy chứ, bởi vì phòng nào cũng có view rất là đẹp. Đúng rồi, ở trong này thì đây, cái bố cục vẫn như vậy thôi, vẫn là phòng khách, phòng ăn, phòng bếp ở phía dưới, ngủ ở bên trên. Và đây, cái toilet nhé, mọi người phải vào đây để mà xem, tức là phòng nào cũng được chăm chút rất là kỹ lưỡng. Đây này, thậm chí nhá, cái view của bồn tắm này nó còn đẹp hơn cả của hai cái phòng chúng ta vừa ngó qua. Như là một bức tranh thôi. Như một bức tranh nhở. Đấy, và anh rất thích cái kiểu thiết kế thông minh như thế này. Toilet mình sẽ tách riêng sang một bên và phòng tắm tách riêng ở bên này thì nó rất là sạch sẽ. Ngoài ra thì đúng như là Khánh Linh phân tích ấy, là cái bồn rửa để ngoài này này thì chẳng hạn là buổi sáng dậy mà có một người sử dụng cái khu vực ở trong này thì vẫn có thể là mình đánh răng rửa mặt ở ngoài này được mà không phải chờ đợi, đúng không ạ? Quá thông minh. Cũng rất là cũng một cái homestay, và tại sao mà anh chị chủ nhà cũng có chia sẻ là cũng hay xem nhà ép, thế nhưng mà
thiết kế lên được một cái khu này thì thực sự không phải là đơn giản. Và có một cái điểm đặc biệt hơn nữa, đó chính là cái khu homestay này là cái khu homestay đầu tay của anh chị đấy. Đầu tay mà xuất sắc như thế rồi. Thì phải biết là cái anh chủ anh kỹ tính mà anh ấy gọi là chăm chút cho cái khu homestay này như thế nào, đúng không ạ? Và thực sự là khi mà mọi người đến đây thì mọi người sẽ là những cái vị khách đầu tiên của khu homestay này. Mọi thứ vẫn còn đang rất là mới, và thực sự thì mình thấy là cái khu homestay này ấy, nó rất là yên tĩnh. Đấy, rất thích hợp để mà mình đến đây để mình nghỉ dưỡng. Rồi, bây giờ mời mọi người sang cái phòng ngủ bên này. Anh gì thích phòng này quá rồi đúng không? Chắc là anh sẽ chọn phòng này. Nãy giờ đi hầu hết các phòng ở đấy thì Khánh Linh sẽ chọn phòng nào? Thích phòng nào? Em thích phòng Thiên Điểu. Thiên Điểu bên kia á? Dạ vâng. Tại sao thế? Tại nó riêng tư hơn à? Dạ vâng ạ. Anh thích cái khu này bởi vì là nó rộng rãi hơn. Có vẻ nó rộng rãi hơn, và thực sự là cái kiểu thiết kế giường ngủ ở trên này nó sẽ làm cho mình cảm giác rất là thoải mái. Đấy. Còn nếu như mà đoàn nào mà đi hơi đông đông một chút mà kiểu cần cái sự quây quần ấm cúng thì mọi người ở bên mẫu đơn được. Ba phòng ngủ cạnh nhau đúng không ạ? Rất dễ giao lưu với nhau, ăn uống ở giữa. Nếu mà thuê ở cái khu này ấy, thì mọi người cũng sẽ có cái chỗ ăn uống ngoài trời ở phía bên này. Đây. Ok, như vậy là sau khi mà đi một vòng tham quan xong thì Khánh Linh chọn cái khu Thiên Điểu này. Đúng rồi ạ. Mình thì sẽ ở cái khu Nguyệt Quế này, còn anh em ekip thì sẽ ở bên mẫu đơn kia, tại vì là mấy anh em cũng kiểu hay thích ngồi giao lưu với nhau ấy. Còn anh em mình thì thích sự riêng tư hơn thì sẽ chọn hai khu bên này, đúng không ạ? Thì không biết là mọi người nghĩ thế nào về khu homestay, khu resort mini có tên là Lamon ở tại Lương Sơn Hòa Bình này. Mọi người có thể để lại comment ở phía dưới nhé. Nếu mà ai thích quá không chịu được ấy thì có thể đến đây để mà thử trải nghiệm giống như anh em tôi xem nào nhá. Và về có nhiều ảnh đẹp đăng thì nhớ cảm ơn anh em mình nhá. Tác nhà em nữa nhá. Còn bây giờ thì thôi, anh em mình sẽ xin phép là tạm dừng chương trình ở đây để nghỉ dưỡng, để nướng thịt, để bơi, để nghỉ ngơi. Mai đi về quay lại công việc nhá. Và trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ còn gửi đến quý vị các bạn rất rất nhiều video hay và hấp dẫn. Và trong thời gian chờ đợi thì nhớ đăng ký, subscribe để ủng hộ anh em tôi nhá. Còn bây giờ thì xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye. Đi bơi thôi.